Bạn đang nghe nội dung từ Waka. Bạn đang lắng nghe sách nói tại Waka FM. Sau đây là nội dung của cuốn sách Thoát khỏi bẫy cảm xúc hay trò lừa đảo của tâm trí. Tác giả Thiện Từ. Chương 1. Bức tranh cảm xúc. Những nét vẽ ban đầu. Trước khi nói về việc làm sao có thể chuyển hóa được cảm xúc và tại sao phải chuyển hóa, có lẽ chúng ta cần nên tìm hiểu xem cảm xúc là gì và những lợi ích cũng như những tác hại mà cảm xúc mang đến cho chúng ta. Tôi đã tìm kiếm định nghĩa cảm xúc trên Internet và đã nhận được một vài khái niệm thú vị như sau. Cảm xúc là trải nghiệm có ý thức nào đó được đặc trưng bởi hoạt động tinh thần mãnh liệt với một mức độ hài lòng hoặc không hài lòng nhất định. Cảm xúc, trong tâm lý học và trong cách sử dụng phổ biến, đề cập đến các phản ứng phức tạp của một sinh vật đối với các sự vật, sự việc với các yếu tố mang tính chủ quan. Cảm xúc hay xúc cảm là một hình thức trải nghiệm cơ bản của con người về thái độ của chính mình đối với sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan, với người khác và với bản thân. Các định nghĩa này rất hợp lý nhưng thật sự với tôi, nó tạo cho tôi một điều gì đó rất mơ hồ, khó hiểu. Theo cá nhân tôi, nói một cách thật đơn giản, cảm xúc là cái cảm của bản thân khi được tiếp xúc với một đối tượng, sự vật, sự việc nào đó. Cũng giống như khi tôi đọc những định nghĩa cảm xúc trên, đã để lại cho tôi một suy nghĩ nó thật khó hiểu, và có thể nói đó là cảm xúc của tôi sau khi đọc xong dòng định nghĩa. Vậy thì cảm xúc có được do đâu? Như cách tôi vừa nói, cảm xúc xuất hiện khi ta tiếp xúc với đối tượng. Cơ thể chúng ta có 5 giác quan căn bản giúp chúng ta tiếp xúc với các đối tượng. 5 giác quan đó bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Mắt giúp ta nhìn, tai giúp ta nghe, mũi giúp ta ngửi, lưỡi giúp ta nếm và thân giúp ta chạm. Mỗi giác quan có một vai trò cảm nhận đối tượng khác nhau. Thông qua các giác quan đó, chúng ta có sự nhận diện về đối tượng, biết được màu sắc, hình dạng, nghe được âm thanh, nếm được hương vị của đối tượng. Sau khi đã có sự nhận biết về đối tượng, thông qua quá trình phân tích, tư duy của bản thân, kết hợp với các yếu tố bổ trợ như nền văn hóa, điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh nghiệm, cảm xúc được hình thành bên trong chúng ta. Mô tả thì có vẻ dài dòng nhưng trên thực tế quá trình này diễn ra rất nhanh chóng. Chẳng hạn, sau khi tan ca làm trở về nhà, mở cửa vào thấy trong nhà trống trơn, trong ta lập tức nổi lên một chuỗi những cảm giác bàng hoàng, sợ hãi, lo lắng, giận dữ, tiếc nuối. Cả một chuỗi những cảm xúc nối tiếp diễn ra ngay khi chúng ta vừa nhận ra được sự việc. Trước cảnh tượng nhà trống trơn như vậy, kinh nghiệm cho chúng ta biết, nhà chúng ta đã bị trộm đột nhập và lấy sạch đồ. Chúng ta bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, sợ hãi không biết đã có bao nhiêu vật dụng giá trị bị lấy mất, tiếc nuối công sức gầy dựng. Tất cả những cảm xúc ấy gần như diễn ra cùng một lúc, xáo trộn và hỗn loạn. Nói một cách khoa học, cảm xúc là phản ứng của cơ thể trước những tác nhân bên ngoài hoặc tác nhân bên trong. Các tác nhân bên ngoài như các sự vật, sự việc, hiện tượng, con người, bối cảnh. Chúng thông qua 5 giác quan và hình thành nên cảm xúc trong chúng ta. Thế còn tác nhân bên trong là gì? Và thông qua điều gì để hình thành cảm xúc bên trong chúng ta? Ngoài 5 giác quan căn bản giúp cho tiếp xúc được với các tác nhân bên ngoài, chúng ta còn thêm yếu tố thứ 6 chính là ý thức, giúp chúng ta phát hiện, nhận diện những tác nhân bên trong. Các tác nhân bên trong có thể là trạng thái tâm lý, sự suy nghĩ. Và bạn biết không, thậm chí cả những dòng cảm xúc cũng trở thành đối tượng nhận diện của ý thức, trở thành tác nhân bên trong để hình thành nên dòng cảm xúc mới. Gam màu của bức tranh. Trong một bức tranh, chúng ta không thể chỉ có những nét vẽ mà bỏ quên những gam màu giúp cho bức tranh thêm phần sinh động, đặc sắc. Cảm xúc của chúng ta không chỉ là những nét vẽ đơn điệu, nó cũng có những gam màu của riêng nó, giúp cho bức tranh cảm xúc của chúng ta hoàn thiện hơn. Khi phân tích về cảm xúc, chúng ta không thể bỏ qua những gam màu mà chúng mang đến. Những gam màu này, về cơ bản, chúng ta có thể chia làm 3 nhóm: vui, buồn khổ và không vui cũng không buồn. Có thể gọi đây là cảm giác trung tính. Các trạng thái này được hình thành dựa vào rất nhiều yếu tố. Trước hết, cảm xúc có phần lệ thuộc vào truyền thống văn hóa, phong tục tập quán.
nên khi được sinh ra trong những môi trường xã hội khác nhau, chứng kiến cùng một sự việc như nhau, có thể mang đến cho mỗi người những cảm xúc khác biệt. Hàng năm, tại vùng đảo Faroe, Đan Mạch, mùa di cư của loài cá voi cũng là mùa săn cá voi đẫm máu. Vào mùa này, hàng trăm con cá voi bị săn giết, làm cho cả một vùng biển nhuốm màu đỏ máu. Trông thật kinh khủng. Nhiều tổ chức bảo vệ động vật trên thế giới đã lên tiếng can ngăn hành động săn giết cá voi hàng loạt như vậy. Tuy nhiên, người dân trên vùng đảo này cho rằng thịt cá là một phần quan trọng trong văn hóa ẩm thực, cũng như hoạt động săn giết cá voi là một hoạt động gắn liền với lịch sử của họ. Nên với những người dân trên vùng đảo Faroe, họ cần phải trở nên máu lạnh khi đến mùa này. Bên cạnh đó, cảm xúc còn gắn liền với khả năng nhìn nhận vấn đề, cách xử lý, ứng biến, đối phó với vấn đề. Những điều này phụ thuộc vào kinh nghiệm đời sống, ký ức, tính cách của từng người. Điều này dẫn đến có thể trong cùng một hoàn cảnh, một môi trường, chứng kiến cùng một sự việc nhưng mỗi người lại nảy sinh những cảm xúc rất khác biệt. Vào năm 1914, tại nước Mỹ, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn rất lớn. Lực lượng cứu hỏa tuy được huy động tối đa nhưng vẫn không thể ngăn được sự tàn phá của ngọn lửa. 10 tòa nhà trong khu vực bị thiêu rụi. Chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của ngọn lửa, sự mất mát tài sản phải mất bao công lao gây dựng. Chàng thanh niên 24 tuổi khi ấy như chết lặng. Cha của anh, khi đó đã ngoài 60, với một giọng trẻ con, ông nói với con trai mình, hãy đi gọi mẹ của con và tất cả bạn bè của bà ấy. Họ sẽ không bao giờ nhìn thấy ngọn lửa lớn cỡ này một lần nào nữa. Trước vẻ thản nhiên và câu nói của cha, cậu thanh niên tỏ ra bất mãn. Nhưng người cha lại một lần nữa ôn tồn nói, không sao đâu, chúng ta chỉ vừa chút bỏ lượng lớn rác mà thôi. Ông không chỉ dừng lại ở lời nói an ủi người con trai. Ngay ngày hôm sau, ông bắt tay gây dựng lại mọi thứ từ đầu. Và điều đặc biệt, ông không sa thải bất kỳ một nhân viên nào sau biến cố ấy. Câu chuyện trên chính là biến cố hỏa hoạn thiêu rụi nhà máy của nhà phát minh đại tài người Mỹ, Thomas Edison. Trong cùng hoàn cảnh đó, trong khi người con trai cảm thấy bất lực, chết lặng thì ông lại cho đó là cơ hội duy nhất để nhìn ngắm ngọn lửa khủng khiếp. Hai người họ cho chúng ta thấy hai thái cực cảm xúc khi đối diện cùng một vấn đề. Điều gì đến khi toàn gam màu tối? Như đã đề cập ở trên, chúng ta chia cảm xúc thành ba trạng thái, vui sướng, đau khổ và trung tính. Tuy nhiên, trạng thái trung tính thường rất mong manh, khó nhận diện. Nó sẽ nhanh chóng chuyển sang trạng thái khác, hoặc là nghiêng về cảm giác vui sướng hoặc là nghiêng sang cảm giác đau khổ. Như vậy, nhìn chung chúng ta sẽ có hai trạng thái, vui sướng, tích cực hay gọi đó là những gam màu sáng và đau khổ, tiêu cực hay gọi đó là những gam màu tối. Ở phương diện cá nhân, dòng cảm xúc tiêu cực có thể khiến cho bản thân trì trệ, chán chường, có cảm giác không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không muốn làm việc, không muốn mở rộng mối quan hệ chúng ta trở nên khép kín và tự bao biện cho bản thân với nhiều lý do tưởng chừng rất chính đáng như cần sự tập trung cho công việc, cho thi cử, hay cần thời gian yên tĩnh để hiểu cặn kẽ vấn đề, hiểu rõ bản thân. Các bạn có biết, trong nhiều năm qua, tại Nhật Bản đã xuất hiện một hội chứng rất đáng báo động ở người trẻ, hội chứng Hikikomori là một hội chứng tự giam mình trong phòng. Theo định nghĩa của Bộ Sức khỏe, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, người mắc Hikikomori không tham gia vào các hoạt động xã hội, chủ yếu là làm việc và học tập. Họ không có bất kỳ mối quan hệ gần gũi nào bên ngoài gia đình. Người mắc Hikikomori có biểu hiện xa lánh xã hội, từ chối giao tiếp kể cả với người nhà và thường giam mình trong phòng một thời gian dài, có trường hợp lên tới nhiều năm. Những người mắc hội chứng này, phần lớn đều trải qua một giai đoạn trượt xuống hố sâu cảm xúc, có thể là rớt đại học, rớt phiếu bầu cử, hoặc thất bại trong sự nghiệp. Tất cả những nguyên nhân đó kết hợp với áp lực của xã hội, của gia đình đã đẩy các thanh niên xứ Phù Tang rơi vào khủng hoảng. Họ tự giam mình trong phòng, dù biết làm như vậy thật không đúng, nhưng với họ, đó lại là nơi an toàn nhất. Như lời tâm sự của Yuto, một thanh niên mắc phải hội chứng Hikikomori, một khi quẩn quanh với bốn bức tường, bạn đã đánh mất thực tại. Dù biết đang là những việc thật bất thường nhưng tôi không muốn thay đổi. Tôi cảm thấy an toàn khi được ở đây. Đối lập với dòng cảm xúc ù lì này, lại có một trạng thái cảm xúc tiêu cực mãnh liệt.
Nó khiến chúng ta có cảm giác bứt rứt khó chịu. Nó muốn chúng ta nhanh chóng giải quyết dứt điểm vấn đề, không muốn dây dưa hay phát sinh thêm những vấn đề khác. Ở trong trạng thái này, nếu như ai đó vô tình có những hành vi xen ngang hay ngăn cản chúng ta rất dễ nổi giận và sẵn sàng gây chiến với họ. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những vụ xô xát, ẩu đả trong những tình huống tưởng chừng vô lý. Một số người vì sợ hãi cảm giác tiêu cực này, họ đã tìm cách trốn tránh nó. Cánh đàn ông thường dùng rượu bia, còn cánh phụ nữ lại hay đắm mình vào việc mua sắm. Khi rơi vào những nỗi đau tinh thần, có thể họ sẽ sa ngã vào ma túy, nghiện ngập, lao mình vào các trò chơi mạo hiểm đến tính mạng để cảm giác đau khổ. Buồn rầu không có cơ hội chiếm ngự trong họ. Nhưng họ đâu biết rằng, càng trốn chạy thì cảm giác tiêu cực trong họ lại càng được nuôi dưỡng và phình to thêm. Nên người nghiện thì ngày càng nghiện nặng hơn cũng là một lẽ thường tình. Dòng cảm xúc tiêu cực này cũng giống như những căn bệnh truyền nhiễm. Chúng có khả năng lây lan sang các đối tượng khác rất nhanh. Một người khi đã có năng lượng xấu trong người, họ rất dễ phát tán virus này ra môi trường xung quanh. Và thật đáng tiếc, chúng ta hầu như chẳng có một loại vaccine nào để phòng ngừa loại virus này. Bởi thế, không khéo, chúng ta rất dễ bị nhấn chìm vào dòng cảm xúc tiêu cực của người khác và ngay sau đó, chính chúng ta lại trở thành nguồn phát tán dịch bệnh. Cuộc đời không chỉ có một màu. Quay lại với câu chuyện của nhà bác học Edison bên trên. Khi chứng kiến cơ ngơi, sản nghiệp của mình bị thiêu rụi, lẽ ra ông phải gào thét, khóc lóc hay chí ít cũng chết lặng nhìn đám cháy như người con của ông. Nhưng không, ông đã không làm vậy, ông đã mỉm cười trước sự cố. Điều đó chẳng những cứu ông không bị rớt xuống hố sâu cảm xúc, mà còn vực dậy tinh thần cho tất cả mọi người. Ông không đóng kịch để khích lệ tinh thần mọi người, mà ông thực sự đã vượt lên trên cảm xúc tồi tệ. Bằng chứng là ông đã không sa thải bất kỳ nhân viên nào sau vụ cháy lớn. Ông không trút sự đè nén của mình lên bất kỳ ai. Và chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, ông đã tái xây dựng lại được phần nào nhà máy ban đầu. Những nhân công của ông cũng tăng ca làm việc, hiệu suất cũng tăng vọt. Và với năng lượng tích cực, nhóm của ông đã tạo ra gần 10 triệu đô la Mỹ doanh thu vào năm sau đó. Thái độ lạc quan cho chúng ta nhìn những lần thất bại như một trải nghiệm để từ đó rút kinh nghiệm và tiếp tục phát triển. Điều này hoàn toàn trái ngược với cảm xúc bi quan. Khi thất bại, những người mang tâm lý bi quan luôn đặt nặng thêm vấn đề ở lần sau. Người bi quan cảm thấy sợ hãi khi đối đầu với sự kiện mình từng thất bại, trong khi người lạc quan lại cảm thấy hứng khởi, đầy tự tin. Dĩ nhiên, kết quả gặt hái từ người lạc quan luôn luôn khả quan hơn so với người bi quan. Chẳng những tinh thần lạc quan giúp ích rất nhiều trong sự thành công của cuộc sống, nó còn là chìa khóa mở cổng hạnh phúc. Câu chuyện về chàng nhạc sĩ bại não bẩm sinh Thiên Ngôn đã thật sự làm cho tôi rất khâm phục và dâng trào nhiều cảm xúc. Nhạc sĩ Thiên Ngôn, tên thật là Vũ Quốc Hùng, khi sinh ra, anh đã mắc phải căn bệnh bại não thể co cứng. Đối với anh, chỉ mỗi việc nói thành câu cũng đã là một nỗ lực phi thường. Nhưng anh có một khát vọng rất mãnh liệt. Thứ vũ khí duy nhất anh mang theo để chiến đấu trong đường đời của mình chính là tinh thần lạc quan. Với sự nỗ lực không ngừng, anh đã cho ra đời nhiều nhạc phẩm để đời và là người truyền năng lượng, sức sống đến rất nhiều người, những người thân thương bên cạnh, trong đó có cả tôi. Khi nhìn một vấn đề, người bi quan luôn tìm thấy những câu hỏi, nhưng người lạc quan lại luôn tìm thấy cơ hội. Họ luôn thấy những điểm sáng ngay nơi hầm tối. Trong điều trị y khoa, những người mắc bệnh nan y, nếu họ được trang bị một tinh thần lạc quan thì khả năng thuyên giảm bệnh của họ sẽ cao hơn rất nhiều so với người luôn có suy nghĩ bi quan, phiền muộn. Theo một nghiên cứu của trường Đại học Kentucky ở Mỹ cho thấy, lạc quan không chỉ giúp chúng ta có cuộc sống vui vẻ, thư thái mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống bệnh tật. Khi tôi đang học năm 3 đại học, mẹ tôi được chẩn đoán bị ung thư dạ dày giai đoạn 2. Đó là hung tin đối với mẹ và tất cả những thành viên trong gia đình. Ai cũng rất hoang mang, lo lắng. Mẹ đã khóc nhiều đêm. Nhưng mẹ không đầu hàng số phận, không chịu thua nghịch cảnh. Mẹ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc. Sau khi phẫu thuật, tôi vào thăm mẹ trong phòng bệnh, nhìn cơ thể mẹ bị quấn quanh bởi những thiết bị y tế như mạng nhện. Tôi thật sự đau lòng. Nhưng mẹ đã chống chọi rất kiên cường. Mỗi lần hóa trị là một nỗi kinh khủng đối với mẹ, nhưng chưa bao giờ mẹ từ bỏ.
thậm chí chỉ trong suy nghĩ. Tóc mẹ rụng hết, mẹ mua tóc giả đội vào, da mẹ sạm đi. Mẹ cũng không chú trọng nhiều vào vẻ bề ngoài nữa. Mẹ thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt. Mẹ giữ cho mình trạng thái ung dung và lạc quan. Và mẹ vẫn sống khỏe đến nay, trên 10 năm kể từ ngày mẹ phát bệnh. Sau này, một người quen khác của tôi bị ung thư. Mẹ đã luôn an ủi và lấy bản thân làm minh chứng, động lực sống cho tinh thần vượt lên. Tôi rất ngưỡng mộ sự kiên cường của bà. Đã đến lúc cần thay đổi. Dựa trên những tác hại của dòng cảm xúc tiêu cực cũng như những giá trị của dòng cảm xúc tích cực mà chúng ta vừa chia sẻ, tôi tin rằng hầu hết chúng ta sẽ có xu hướng muốn bản thân đạt được những giá trị tốt đẹp mà dòng cảm xúc tích cực mang đến. Chỉ với một tiếng nẹt, Po đã có một cuộc ẩu đả dẫn đến thương vong. Chỉ vì bị ép uống quá nhiều mà gây ra xô xát dẫn đến người ra đi, kẻ và trại giam. Thật đáng tiếc là những vụ án như thế này lại không hiếm gặp. Mâu thuẫn thật sự không quá lớn, nhưng điều cốt yếu dẫn đến hậu quả tang thương là bởi chúng ta đã để cho cảm xúc của bản thân bộc phát quá dữ dội. Xưa ông bà ta có câu dặn, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê. Bởi ông bà ta biết nếu để cơn giận giữ được dịp leo thang thì sự yên ấm trong gia đình sẽ tàn rụi. Nếu một trong hai vợ chồng không kiềm chế được cơn giận của bản thân thì chỉ làm cho sự việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những đổ vỡ trong gia đình một phần nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc không thể nhân nhượng, nhường nhịn lẫn nhau. Hay nếu chúng ta nhìn sâu hơn thì bản thân mỗi người đã bị cảm xúc của mình dẫn dắt, chi phối, khiến cho họ hành động thiếu tự chủ, thiếu sáng suốt, từ đó dẫn đến những hậu quả cực kỳ tai hại. Nếu chúng ta đang ngồi trong phòng làm việc và có một người mở cửa thật thô bạo, gương mặt đầy vẻ căng thẳng, gọi tên bạn, nhờ sự giúp đỡ từ bạn, lại có một người mở cửa một cách khoan thai, nhẹ nhàng, gương mặt nở một nụ cười thoải mái, cũng nhờ bạn giúp đỡ. Thử hỏi, bạn sẽ thoải mái giúp đỡ cho người nào hơn? Nếu như trong tình huống cả hai nhân vật đều có mối quan hệ như nhau, tôi tin phần lớn sẽ vui vẻ giúp đỡ cho nhân vật với gương mặt có nụ cười trên môi. Có thể đó là cách giao tiếp ứng xử, nhưng đó cũng là thông điệp mà chúng ta nên tiếp nhận. Với một gương mặt tươi tắn, họ gửi cho chúng ta một năng lượng lành. Còn nhân vật còn lại, họ khiến cho chúng ta có cảm giác hồi hộp, lo lắng. Đó cũng là lý do vì sao những người biết kiểm soát cảm xúc của bản thân lại có lợi thế hơn hẳn và giành được nhiều thành công vượt trội. Người ta vẫn thường so sánh sự giận dữ như một ngọn lửa. Nó có khả năng thiêu rụi tất cả những gì chúng ta dày công gây dựng. Không chỉ tàn phá về vật chất mà nó còn phá hủy cả tinh thần. Ba mối quan hệ đã tiêu tan chỉ vì một cơn giận dữ bùng phát. Ngay cả khi chúng chưa được phát tán ra bên ngoài, thì chúng cũng ngấm ngầm thiêu đốt bản thân, làm cho chúng ta gặp phải rất nhiều rắc rối. Còn nỗi buồn phiền thì khiến cho chúng ta mất hết sức sống, niềm tin, nghị lực. Nó biến chúng ta thành những thây ma, đang sống mà cứ như đã chết. Nuôi dưỡng những dòng cảm xúc tiêu cực, chẳng khác nào chúng ta đang tự trữ bom trong người. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi cảm xúc bản thân để cuộc sống trở nên dễ thở hơn. Nhưng bắt đầu từ đâu? Như chúng ta đã biết, cảm xúc được hình thành phụ thuộc phần lớn vào tính cách của mỗi người. Tính cách lại là một điều gì đó rất khó rời. Như câu nói chúng ta vẫn thường nghe giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mà bản tính đã khó rời thì cảm xúc đi kèm theo cũng khó có thể thay đổi. Vậy liệu chúng ta có thể thay đổi được cảm xúc hay không? Theo tác giả Larry chia sẻ trong cuốn sách Cửa tiệm hạnh phúc thì cứ 2 ngày, bạn sẽ thay đổi tâm trạng một lần. Cứ 2 tuần, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ một lần. Cứ 2 tháng, bạn sẽ thay đổi cách hành xử một lần. Như vậy, việc sau 2 ngày, tâm trạng chúng ta sẽ thay đổi cũng là một điều bình thường, mà tâm trạng là một phần phản ánh của cảm xúc. Và nếu chúng ta để ý thêm thì suy nghĩ và hành xử là yếu tố phản ánh tính cách của chúng ta. Vậy có thể nói, không những cảm xúc có thể thay đổi mà cả tính cách của chúng ta cũng có thể chuyển rời. Điều này chưa hẳn chính xác. Nếu tác nhân cũ không lặp lại, có thể chúng ta sẽ tạm lắng hoặc chuyển kênh tâm trạng. Nhưng trong tình huống tác nhân cũ vẫn tiếp tục tác động đến chúng ta, mặc dù đã trôi qua một khoảng thời gian, thì rất có thể chúng ta vẫn tiếp tục có cùng hành vi ứng xử như trước, có cùng cảm xúc như trước. Thậm chí ở những lần sau,
mức độ cảm xúc của chúng ta có thể bùng phát mạnh mẽ hơn nhiều so với lần trước. Nhưng tại thời điểm này, chúng ta vẫn có cơ sở để tin tưởng rằng cảm xúc có thể thay đổi được. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào mỗi yếu tố thời gian thì có lẽ không đủ. Dường như chúng ta ở thế bị động và rất dễ bị kích động trở lại trạng thái cảm xúc trước đó. Thế liệu còn có điều kiện nào khác có thể giúp cho chúng ta thay đổi được mạch cảm xúc của bản thân? Tình yêu có lẽ là một trong những điều đẹp nhất đối với con người. Ai cũng mong muốn được yêu hết lòng, yêu cháy bỏng. Song song đó, chúng ta cũng không muốn có một kết thúc chia ly, đau buồn. Một số người tỏ ra sợ hãi kết thúc đau buồn, và để tránh nó, họ chọn phương pháp khép cánh cửa trái tim lại. Dù bao nhiêu cơ hội lướt qua, tuy họ cũng có những rung cảm, nhưng nỗi sợ lại quá lớn trong tâm trí họ, nên họ đành để vụt mất mà không muốn tiến xa hơn. Nhưng cũng có người biết rõ tình yêu cũng như mọi thứ khác trên đời, có hợp thì sẽ có tan, có vui thì hẳn sẽ có buồn. Họ biết như vậy nên họ trân trọng từng phút giây sống bên người thương. Họ sống vui vẻ, sống tích cực. Thay vì để cho một kết thúc đau buồn xảy ra, họ cố gắng làm sao để có một kết thúc tốt đẹp hoặc chí ít là ít đau thương nhất. Và từ những người như thế, chúng ta luôn nhìn thấy ánh nắng tình yêu phơi phới lan tỏa. Khó có thể thay đổi được những nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến chúng ta, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được suy nghĩ của bản thân. Và nếu có suy nghĩ khiến cho chúng ta trở nên lo âu, sợ hãi thì tôi tin chắc cũng sẽ có những suy nghĩ khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Như vậy, cảm xúc có thể thay đổi được nếu chúng ta biết cách điều phối dòng suy nghĩ của chính mình. Trong phần tiếp theo của cuốn sách, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi hướng suy nghĩ để có những cảm xúc tích cực hơn. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe. Để nghe chọn nội dung cuốn sách tuyệt vời này, hãy tải ngay ứng dụng Waka trên App Store hoặc Google Play bạn nhé.